Thưa quý vị, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một trào lưu mới, đó là đăng những bức ảnh có phong cách hoạt hình được chuyển từ chính ảnh cá nhân của mình. Việc này thì được thông qua một ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, và trước đây thì cũng đã xuất hiện những trào lưu tương tự như là thay đổi khuôn mặt trẻ thành già hay là chuyển đổi giới tính. Theo cảnh báo từ các chuyên gia thì việc sử dụng những ứng dụng như thế này thì đều tiềm ẩn không ít nguy cơ về lộ lọt thông tin mà người dùng cần hết sức cẩn trọng. Những ngày gần đây, trên trang mạng xã hội của chị Quỳnh Nga liên tục xuất hiện những hình ảnh của bạn bè được chuyển sang hiệu ứng hoạt hình như thế này. Với hình ảnh sinh động, lạ lẫm và khá độc đáo, trào lưu này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Thật ra cái trào lưu này thì mình gặp rất là nhiều rồi, bởi vì là xung quanh mình thì bạn bè dùng rất là nhiều. Bản thân mình thì mình thấy là những cái hình ảnh đấy thì khá là độc lạ, nó cũng đẹp, cũng xinh. Nhưng mà như bản thân mình thì thật sự là mình không hay dùng những cái này. Bởi vì là mặc dù là nó khá là thú vị đấy, nhưng mà mình không biết được là nguồn gốc những cái ảnh mà mình đưa lên đấy thì nó sẽ đi đâu. Bản thân mình thì là một người rất là yêu thích công nghệ, nên là về vấn đề app này thì mình cũng thấy nó khá thú vị và có rất là nhiều điều hay. Thì mặc dù là hay như vậy nhưng mà nó vẫn có tiềm ẩn về an toàn thông tin, như là có thể bị lộ thông tin về khuôn mặt và những thông tin đấy nó có thể sử dụng để lừa đảo. Theo các chuyên gia, với ứng dụng này, người dùng sẽ phải cấp cho ứng dụng những quyền nhất định như quyền truy cập vào album ảnh hay quyền truy cập vị trí. Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị lộ khi tải ảnh lên máy chủ của nhà cung cấp hoặc bị sử dụng cho các mục đích khác mà người dùng không hề hay biết. Trong trường hợp này thì sẽ có các nguy cơ về lộ lọt thông tin, và khi những cái hình ảnh, những cái thông tin của chúng ta sẽ bị một cái đối tượng xấu mà có thể tiếp cận và thu thập, thì chúng có thể là sẽ dựng lên những cái kịch bản, ví dụ như là sử dụng các cái hình ảnh thu thập được để đưa vào những cái công nghệ như là deepfake, tạo ra những các cái bức ảnh giả mạo hay là video giả mạo, để sau đó thì sử dụng để lừa đảo. Ngoài ra thì với những cái thông tin về vị trí mà nó có được ở trong các cái bức ảnh, thì những cái đối tượng xấu hoàn toàn có thể xây dựng lại được toàn bộ cái thói quen cũng như lịch trình di chuyển của những cái nạn nhân, và từ đó thì sẽ bán những cái thông tin này cho những cái đối tượng khác. Bên cạnh đó, khi ứng dụng này được nhiều người yêu thích tải về thì có thể sẽ xuất hiện những ứng dụng ăn theo tương tự hoặc giả mạo. Các ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc, mà khi được cài đặt trên thiết bị, các mã độc này có thể chiếm toàn quyền điều khiển và thực hiện các hành vi như ăn cắp tiền trong tài khoản của người dùng. Người sử dụng cần hết sức là bình tĩnh trước những cái trào lưu ở trên mạng xã hội, và chúng ta hết sức là cân nhắc khi chúng ta cài một cái ứng dụng vào trong điện thoại. Khi mà chúng ta đưa những cái bức ảnh vào trong các cái ứng dụng này thì chúng ta phải hết sức cân nhắc, vì những cái bức ảnh có thể là sẽ lọt vào tay những cái đối tượng thứ ba, thì chúng ta tuyệt đối là không nên đưa những cái bức ảnh nhạy cảm, những cái bức ảnh mang tính riêng tư lên các cái ứng dụng này. Có thể chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ thử, nhưng mà khi mà chúng ta đã thử thì có nghĩa là ảnh của chúng ta đã được đưa lên máy chủ rồi, và chúng ta sẽ không thể thu hồi lại được. Và cái điều cuối cùng ấy thì là khi mà chúng ta tham gia vào những cái trào lưu thì chúng ta tuyệt đối là sẽ không cung cấp những cái quyền cho cái quyền mà đặc biệt trên điện thoại cho những cái ứng dụng này. Hiện nay có nhiều ứng dụng độc đáo, mới lạ và mang tính giải trí cao. Tuy nhiên, khi người dùng tải ứng dụng và cài đặt trên thiết bị của mình, cần cân nhắc kỹ lưỡng về tính cần thiết của các ứng dụng này và cẩn trọng trong việc trao quyền cho các ứng dụng trên thiết bị để bảo vệ thông tin cá nhân của mình, cũng như tránh trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo.